Sau Nhật xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng một con máy rửa bát Panasonic TR6. Cái con này thì em vừa dọn xong nhé. Một con máy đẹp xuất sắc luôn. Tất cả mọi thứ nguyên zin 100%. Hình thức như các bác nhìn thấy trên clip, nó là hình thức nguyên bản đấy. Con này em chưa sơn, không làm cái gì nhé. Nhưng hình thức còn rất là đẹp này. Vỏ nhựa trắng nguyên đẹp. Nói chung là máy rửa bát để được những cái con mà nó trắng tinh như này thì cũng rất là hiếm. Bình thường trong một lô nhập về thì phải chọn ra có được những cái con trắng này nó rất là ít nhé. Bảng điều khiển mọi thứ rất là đẹp. Một con máy mà các bác nào đang có nhu cầu mua thì các bác chốt luôn, không cần phải xem nhiều ạ. Nó quá đẹp luôn, kể cả lưng bên này, hai bên thành bên này các bác nhé, rất là đẹp này. Mua máy rửa bát thì nhiều bác rất hay là quan tâm đến hai cái phần lưng này. Thực ra hai cái lưng này ấy, khi mà vận chuyển về đến Việt Nam nó rất hay bị móp. Đấy, nhưng con này thì gần như là không có xước sát gì cả, rất là đẹp. Đời 2013 các bác nhé. 2013 là TR6 CD máy đây. 00109. Một con khá xuất sắc. Con này thì nội thất ở bên trong của nó mọi thứ cực đẹp luôn nhé. Gioăng chỉ đẹp này. Gioăng chỉ như mới nhé. Tất cả các cái thành vách này, mọi thứ của nó rất là đẹp. Không có điểm gì chê cả. Nội thất rất là sạch luôn. Các cái dây may so này sạch bóng luôn. Này gần như là rất ít dùng. Những cái con máy như này nhìn qua thấy ngay là nó rất là ít dùng nhé. Cực đẹp. Đấy, nội thất quá mới luôn. Và cái nguồn nước nó cũng không bị bám vôi gì. Đấy, một con máy tất cả mọi thứ em đánh giá là hiếm có đấy. Bác nào đang cần một con máy đẹp thì các bác chốt con này nhé. Đảm bảo với các bác là đẹp. Đấy. Chiếc này bán là 4,4 triệu. Bảo hành 12 tháng, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác nào cần một con máy đẹp thì các bác alo nhé. Chào các bác.